Hello, xin chào mọi người đó ha. Thì hôm nay Hiểu review cái con máy này để Hiểu cũng lấy là bãi về, thấy nó khác, còn là nhìn cái ngoại hình của nó rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Con này là dòng 14.4 đó, thì cũng hên là khi lấy về thì tháo bên trong ra thì pin nó cũng như mới luôn anh em, cũng mừng đó, báo pin luôn vì như mới mà chẳng qua lâu quá không được sạc á, thì nó không có hộp sạc nên bắt buộc Hiếu ghép cái mặt sạc lên cho anh em dễ được sử dụng nè. Ghép mặt sạc, sạc adapter 220V cũng có báo pin luôn, ba cục đỏ vàng xanh, xanh là maximum, đó là Hiếu test á, là Hiếu có sạc đầy pin rồi. Thì sẵn hôm nay á Hiếu test thử con này thôi, để thử coi nó có đưa vô hoạt động ok hay không ha. Thì thấy nó rất là nhỏ gọn nha anh em, dòng 14.4 mà nhìn cái máy rất là nhỏ. Chú đo thử cho anh em xem nè, còn 14.4 mà từ đầu máy đến đuôi máy thì nó dài 15 cm ha, đó chưa tính cái đầu này nha anh em. Thì cái chiều dài này thì cũng là tạm ổn đi, nói chung là cũng bằng bằng mấy con khác đi, nhưng mà cái chiều mà nhỏ gọn á, cái chiều tròn này nè, chiều bánh kính của nó thì rất là nhỏ, nhỏ lắm anh em ơi, tầm khoảng 4,5 phân. Chiều này thì tầm khoảng 5 phân. Bộ tay cũng nhỏ và ngắn, vừa đủ ôm sát cái tay luôn. Pin này thì một hàng sale, là 4 sale. 4 sale mà mừng quá anh em, tháo ra thì thấy pin nó còn mới luôn. Thì ghép lên mặt sạc. Thì nếu mà pin nó còn mới vậy thì Hiếu đệ vậy Hiếu bán luôn, nếu chỉ ghép lên mặt sạc cho anh em thôi thì Hiếu tính thêm công mặt sạc. Rồi Hiếu sẽ test thử coi là nó sẽ bắn được bao nhiêu con vít ha. Hiếu sẽ chơi là hôm nay Hiếu rảnh mà. Bắn nguyên một dàn từ đây xuống tới đây coi được bao nhiêu con vít, thì coi nó còn bao nhiêu cục pin đó, để xem test thẳng cái tại vì rất là nhiều anh em cứ hỏi là pin này sử dụng được bao lâu, làm sao biết được anh em, rất là khó trả lời cho anh em. Ví dụ như anh em bánh sắt khác, bánh nhôm khác, rồi anh em bánh gỗ khác, gỗ là rất là tốn pin nhiều nha anh em. Bánh sắt này mang tiếng nó bằng sắt, nó cứng vậy nhưng mà khoan lủng lỗ cái xuống rồi, còn gỗ là khoan lúc cán cái mũi gỗ luôn. Rồi bây giờ không để anh em chờ lâu, thì sẽ test thử ra bắn một loạt. Thì sách này cũng chỉ sách ly 2 thôi, không nếu anh em lập mấy nhà thì nếu có sách ly 4 thì anh em trừ ra vài ba con gì đó. Rồi thì bắn thử ha, một con, hai, ba. Hôm nay là Hiếu rảnh mà cố tình là vừa nghịch máy vừa test dung lượng rồi thử cho nó nhiêu luôn. 4, có nghĩa là mình chơi liên tục luôn ha, giống như mình lập một cái máy nhà đó, bao nhiêu con vít. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bôi, ấu quên 11, quên, từng đánh bài, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nói chung là máy nó chưa mệt đâu, nhưng mà Hiếu cũng hơi mệt tí. Giờ sẵn đây Hiếu nói luôn, lát hồi bắn tiếp nha anh em, tại mình giờ muốn cho máy nó độ bền càng cao thì mình cũng phải nghỉ mệt tí, sẵn cho máy nghỉ mệt luôn. Pin này nè, nãy giờ là khen cái máy nó nhỏ gọn này nọ, nhưng mà có cái chê, nó có làm ra chức năng là để sạc điện thoại nè, giống như pin dự phòng á, nhưng mà Hiếu test thử rồi không biết là do cái mặt bên trong bị lỗ hay sao á, nó vẫn nhận, nhưng mà với điều kiện là cái đèn này luôn luôn lúc nào phải sáng thì nó mới nhận, thì nó mới nhận sạc sạc điện thoại ha. Đó, còn mà đèn tắt đi là giống như nó cũng ngắt điện để sạc sạc pin dự phòng luôn. Đó là Hiếu thấy xàm cái này thôi, là tào lao thôi, bao nhiêu chức năng thì ai mà sử dụng được. Đó,
Ngoài ra là chú thấy là cái này nhỏ gọn mà cái bánh này mới test thử vô đây thấy là ok lắm anh em. Nhỏ gọn ha. Canh thử nó nhiêu ký ha. Đây. Canh thử con này. Đó, tổng một bộ của nó có 1,2 kg thôi anh em. Này thích hợp cho anh em, cho ai mà làm công việc mà đòi hỏi là mang trên người. Tại Hiếu cũng có nhiều người hỏi Hiếu là kiếm những cái dòng mà nhỏ gọn nhất sợ leo trèo nặng á. Đây, con này là có 1,2 kg ha. Rồi tiếp tục bắn tiếp nha anh em. Rồi, bao nhiêu con rồi? Đếm đếm lại nha anh em. Vậy Hiếu sẽ đếm lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 39, 60, 61. Rồi mình coi còn bao nhiêu pin ha. Vẫn còn 3 cục pin luôn ha. Bây giờ mình sẽ đo dung lượng thạch của nó ra bao nhiêu ha. Thường sạc đầy lên 16.8 đúng không? Mình sẽ đo dung lượng thạch của nó luôn. Tại vì Hiếu rất là, mỗi lần mà anh em cứ mua máy mà anh em cứ hỏi là máy nó hoạt động bao nhiêu thì rất là khó trả lời. Đó thì Hiếu chỉ có bánh thử, án thử cho anh em rồi đó. Là 16.80 mà bây giờ vẫn còn 16.5. Đó thì nó còn 14 phút máy là nó tự ngắt, nó không cho mình sử dụng nữa, nhưng mà vẫn còn tới 4 phút máy nữa để anh em sử dụng ha. Mà đã bắn được 6 mấy con rồi, 61 con vít rồi. Mà cái pin này là mới có một hàng sale ha, thì anh em cứ ví dụ đi, nếu mà anh em có mua mà mới như hai hàng sale chẳng hạn như mấy con Hitachi này nè. Và Makita bỏ mà cứ dày dày hai hàng sale như thế này. Thì anh em cứ án lên, nếu mà pin
pin pin pin zin của nó, ví dụ như nó cầm còn tầm khoảng 70% hoặc 80% 90% thì là nó là anh em cứ án ra là như cái này là pin zin luôn nè. Nhưng mà hiếu test thực tế vậy cho anh em xem cái pin zin nè, mà nó còn cầm cỡ này nữa thì có nghĩa là hên ha, cái này hên thôi. Chứ thường thì mấy cục pin zin chẳng hạn như Hitachi này ha, Hitachi hay là nhiều máy khác lắm đó là khác. Còn nếu mà để mà hiếu đóng pin một cục pin mới luôn, có nghĩa là vứt hết mấy pin cũ đi mà đóng hai hàng sale lên thì dung lượng nó phải gấp đôi cả cái này nè. Cái này là mới một hàng sale cũng trong 14/4 nè anh em đó, thì dung lượng nó phải bắn còn nhiều hơn như vậy nữa đó. Thì anh em đừng có hỏi hiếu cái vấn đề là sử dụng hoạt động bao nhiêu thời gian, nãy giờ hiếu bắn mới chỉ được có 5-10 phút thôi đúng không, thì hiếu tính con thôi. Như một cái máy tôn anh em lập mái nhà bao nhiêu con vít, anh em án vít liền gì, nguyên máy tôn là tầm khoảng 100m² luôn, anh em bánh giỏi lắm chỉ tầm khoảng 200 con vít đổ lại thôi, nhiều khi không tới nữa. Anh em nào mà lập ẩu nhiều khi anh em bánh tầm khoảng 100 con vít, không bay máy tôn là được, không kêu sập sình là được, không rung lắc là được. Còn kỹ thì cứ đan hai lỗ một con vít đó, thì tầm rơi vô tầm khoảng 100m², diện tích 100m² đi tầm khoảng 200 con vít đổ lại là hết đát rồi. Rồi video hôm nay sẽ kết thúc ở đây ha. Hôm nay là hiếu cố tình là hiếu test pin zin luôn, hay là cần thiết hiếu tháo cái cục pin này ra cho anh em xem luôn là pin zin của nó là như thế này thôi nè. Chứ bất công anh em nói là hiếu quay máy thì hiếu lại đóng pin xịn vô thì không có ha, cái này mới có pin zin thôi nha, zin nội địa chung á. Hiếu tháo ra hiếu thấy nội địa chung đâu mà không biết rồi. Đó, anh em nào mà cứ hay thắc mắc mua máy mà không biết có bánh được không hay cái gì á thì anh em cứ nhìn vô clip này là anh em biết, để anh em tự hiểu ra, chứ giờ mà cứ hỏi tới hỏi lui mà kêu mà so sánh cái này so sánh cái kia thì đau đầu lắm ha. Đầu tiên ha, đúng 4 hàng sale ha, một hàng sale 4 sale nè, zin của nó luôn nè, những cái chanh này zin là chưa bung nè đó, pin này là pin nội địa chung nè, nội địa Trung Quốc á đó, nội địa đó, đó là chưa có dấu vết mở luôn ha, đó là hiểu thực tế luôn nha. Đó pin còn sạch sẽ rồi, sẵn đây chắc hiểu cũng báo giá cho con này luôn ha. Con này thì con này một bộ của nó dòng 14/4, một bộ của nó là 1,2 triệu nha anh em. Rồi anh em nào mà có nhà ý mà ủng hộ máy thì liên hệ với Hiếu qua số điện thoại 0938 21 369, hoặc là Zalo của Hiếu cũng vậy 0938 21 69. Thì anh em nào đến cửa tiệm Hiếu để giao lưu hay gì thêm thì cũng được. Thì cửa tiệm của Hiếu nằm ở đường số 2 Bùi Giá, ấp Cây Gia, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Em ra quay cái bảng hiệu cho cả nhà xem.